Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông tràn xuống nước ta, làm cho miền Bắc duy trì trạng thái rất đậm rất hại trên diện rộng sẽ kéo dài lâu hơn. Lúc này ngoài trời nhiều mây, mưa nhỏ xuất hiện rải rác vài nơi, kèm theo hiện tượng sương mù che phủ. Dự báo về đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, nhiệt độ ở vùng núi thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao như Sìn Hồ, Trùng Khánh, Mẫu Sơn, nhiệt độ đều thấp dưới 10 độ. Còn khu vực vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ. Đến trưa chiều, nhiệt độ toàn miền cũng quanh ngưỡng từ 17 đến 19 độ. Riêng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, trời có nắng nhẹ như Mường Tè, Mường Lây, Điện Biên, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 21 đến 23 độ. Lưu xuống thời tiết miền Trung cũng do tác động của khối không khí lạnh khiến cho trời nhiều mây hơn và tiếp tục duy trì những cơn mưa. Dự báo các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên đều có mưa, mưa rào với lượng mưa nhỏ rải rác từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Mức nhiệt trong ngày hôm nay tại miền Trung cũng thấp, chưa tăng cao. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt từ 17 đến 20 độ. Về đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai trời rất mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi có mức nhiệt từ 22 đến 24 độ, trời lạnh. Còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận duy trì ở mức nhiệt cao hơn từ 27 đến 30 độ, trời có nắng nhẹ về chiều. Lưu xuống hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, không khí lạnh cũng tác động mạnh xuống. Về đêm ở Tây Nguyên nhiều nơi nhiệt độ cũng giảm thấp xuống từ 16 đến 19 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Đến trưa chiều trời vẫn có nắng ráo nên nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ tăng lên mức từ 24 đến 27 độ. Và ở Nam Bộ với mức nhiệt cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trên biển hiện nay, áp cao lục địa đang được tăng cường yếu xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông nên ngày và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.